Duyên Thanh Định đến nơi đây rất là vui mừng, vì là rất là đông vui các Phật tử ở đây có một lòng hướng Phật, thành kính với Phật Pháp Tăng, rất là vui và rất là hoan hỷ vui mừng, rất là tâm Phật Di Đà, nhà nhà con Phật Thích Ca đó, tất cả gắn niệm A Di Đà Phật, đừng đi bước chậm đường tu để các Phật tử được mầm hoa sen Phật quốc trao cho, được ngồi sen chính phẩm cha mẹ hiền ban cho về Tây Phương Cực Lạc, không có lạc bước ở hồng trần nữa. Hôm nay thí chủ nhận được tình tài 7,5 triệu của các mạnh thường quân để gửi cúng rằm tháng 7 cũng như là trợ duyên các vị tu hành ngày hôm nay, thì cho phép thí chủ xin được đọc tên của các vị đã gửi như hôm nay cùng với những cái phần nhu yếu phẩm của gia đình của chị. Thứ nhất là gia đình của anh Triệu Tỷ 5 triệu. Thứ hai là chú Chính có gửi 120 bao thư, thì hồi sáng này hỗ trợ tại nơi đậu tràng của siêu bá hết 100 phần, thì còn là 20 bao thư là 1 triệu của chú Chính, cộng với 20 phần thuốc tây. Thứ ba là chị Quỳnh Khai ở bên Úc 1,5 triệu, thì tổng số tiền của ba vị mạnh thường quân hỗ trợ cũng vừa hôm nay là 7,5 triệu, thì tiến dụng chia ra 50 bao thư, mỗi bao thư là 150.000 để trợ duyên cho buổi cúng dường ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các thầy, các sư cô cùng với tất cả quý bà con của bác đồng đạo đã dính thời gian quý báu đến đây để nhận những cái món quà thân thương của các mạnh thường quân. Kính chúc cho tất cả vị lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, và Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh quý vị đồng xá bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá chính giữa hai bên Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ chúng ta dành một phút trang nghiêm để chúng ta hồi hướng công đức lành với những cái tâm lành của các vị mạnh thường quân, cũng như hồi hướng chung cho cụ Quyền Thất Tổ nhân mùa Bá Hí Du Lan. Thành kính xá ba xá, chắp tay vào ngực, thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay vào ngày 23 tháng 7 niên Nhâm Dần, cũng là ngày hội đủ duyên lành, các vị mạnh thường quân trở về nơi đây để gieo duyên lành trợ duyên cùng các vị tu hành. Giờ đây toàn thể tất cả chư đồng đạo của chúng con thành kính và nguyện cầu hồi hướng công đức lành này hướng về cho các vị mạnh thường quân luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm ăn luôn được phát đạt và luôn luôn phát bồ đề tâm, bố thí làm lành, tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Chúng con thành tâm hồi hướng công đức lành này cho cửu quyền thất tổ ông bà chung, phụ mẫu tại đường Tăng Lâm Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Xin hồi hướng công đức lành này hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới, được nương theo công đức lành này mà hết khổ được vui, hiện đại được an lạc, và mạng kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô A Di Đà Phật của vị xá ba xá. Và vừa qua là chương trình hồi hướng công đức lành đã xong. Kế tiếp theo đây thì thưa tất cả chư quý vị chư đồng đạo, thì như chúng ta đã biết theo cái chương trình thông lệ thì được các vị mạnh thường quân gần xa đã quan tâm đến với đời sống cũng như cái đời tu của chư quý vị đồng đạo mình, và đặc biệt nhất đó là hôm nay lại được một cái duyên sự hết sức là đặc biệt, đó là cô Viên Thanh Tịnh từ bên Mỹ về đây để rồi trực tiếp thăm hoàn cảnh quê hương, đặc biệt nhất là trong cái vùng
thất sơn của chúng ta, và nhất là các vị tu hành nơi miền núi. Do vậy thì hôm nay cô được trở về nơi đây rất là khó khăn, rất là vất vả, nhưng mà cô luôn nở nụ cười và luôn luôn lúc nào cũng đồng mối từ tâm để rồi cảm nhận được tình thương rộng lớn bao la của nhà Phật. Thôi thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu mời cô Vi Thanh Tịnh sẽ có vài lời thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần cùng nhau tu hành đối với tất cả quý vị đồng đạo mình nhân buổi các pháp của hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, mô Phật, dạ mô Phật. Hôm nay xin kính chúc quý tăng ni Phật tử gần xa, các đạo tràng thân hữu và các tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay Duyên Thanh Tịnh đến nơi đây rất là vui mừng, vì là rất là đông vui các Phật tử ở đây có một lòng hướng Phật thành kính với Phật Pháp Tăng, rất là vui và rất là hoan hỷ vui mừng, rất là tâm phật di đà, nhà con Phật Thích Ca đó, tất cả gắng niệm A Di Đà Phật, đừng đi bước chậm đường tu để các Phật tử được mầm hoa sen Phật quốc trao cho, được hoa sen chính phẩm cho mẹ hiền ban cho về Tây Phương Cực Lạc, không có lạc bước ở hồng trần nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn cô Vi Thanh Tịnh. Thì cô cũng đã động mối từ tâm cảm xúc tự nơi đáy lòng mà cảm nhận được nơi tình thương yêu rộng lớn bao la, và nhất là các vị tu hành về đây đông đủ làm cho cô rất là vui mừng và rất là xúc động nha quý vị. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin rất là tán thán cái tinh thần của cô. Liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu sư bá, cũng là một cái nhịp cầu nối đại diện cho cái chương trình cấp phát quà từ hôm qua, thì cũng đã ủng hộ cho các vị dân tộc ở trong cái khu vực của Chi Tôn và ở nơi đạo tràng của sư bá. Và hôm nay thì chính thức sư bá cũng được liên kết một cái nhịp cầu nối với Tuấn Dũng để rồi đồng hành hỗ trợ cho tất cả chi đồng đạo của chúng ta. Giờ đây xin trân trọng kính mời sư bá có vài lời phát biểu nhân buổi các pháp hòa này. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Và nói đầu tiên cũng xin kính chào và kính chúc tất cả các quý vị đồng đạo có mặt ngày hôm nay thân tâm được an lạc, đạo quả cố gắng chuyên cần, chắc chắn sẽ đắc cầu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói thứ hai thì cũng xin cảm kích tất cả quý vị đã đến đây để nhận quà thì chúng tôi mới có việc làm. Còn mà không, quý vị không nhận quà, chúng tôi không có việc làm. A Di Đà Phật. Lời nói thứ ba thì xin cảm kích là cô Duyên Thanh Tịnh là từ bên Mỹ. Khi cô thấy cái YouTube của Tấn Dũng quay tôi nói trên, chia sẻ trên mạng, thì cô bắt nhịp cầu yêu thương và nói chuyện với tôi thì được vài tháng nay. Thì hôm nay cô về nhà có hồ sơ gia đình và đồng thời cũng kết nối nhờ tôi là lo cho tổng cộng là 200+ phần quà. Ngày hôm qua thì phát 100 phần quà ở xã Núi Tô, và ngày hôm nay phát 99 phần quà tại đạo tràng của tôi, và 50 phần quà hôm nay để phát cho tất cả quý vị tu sĩ. Tôi xin cảm kích và cảm ơn tất cả quý vị. Nhờ quý vị có nhận mà chúng tôi đã làm được việc lớn. Giống như nếu trường hợp chúng ta mở ra cái quán chúng ta bán mà nếu có khách đến ăn thì coi như mình bán bánh đắt, mà khách không đến ăn thì mình bán ế. Thì như vậy tri ân công đức của quý vị đã nhận quà của chúng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn sư bá. Thưa quý vị, và để nói tiếp thêm với sư cô Thanh Tịnh, thì với cái chuyến đi này về, sở dĩ cô về nước Việt Nam thăm chúng ta cũng cô đã mang
dầu nước xanh tức dầu Mỹ về đây bằng cả tấm lòng cầu nguyện của cô thành khẩn tam bảo Đức Phật Đức Thầy để là cầu nguyện để cho cái ơn trên gia hộ cho chai dầu này được là tốt đẹp, cho nên mong rằng quý vị mình nhận cái chai dầu nước xanh của Mỹ của cô từ mang tự bệnh về đây ha. Cho nên hôm nay thì giới của duyên lành đó thì mong rằng quý vị mình cũng hoan hỷ vui vẻ nhận. Và liên tục chương trình thì xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng nhiệm vật cầu nhân ái đại diện các vị mạnh thường quân sẽ báo cáo kết quả tình tài và phát biểu cảm nghĩ nhân buổi cấp phát quà này. Xin trân trọng kính mời. Dạ cảm ơn tu sĩ Thanh Hòa. Và lời đầu tiên Tuấn Dũng xin kính chào các sư thầy, các sư cô, quý bà con cô bác, quý cô chú anh chị em đồng đạo. Lời chào thân thương và kính trọng nhất. Dạ kính thưa tất cả quý vị, thì ngày hôm nay Tuấn Dũng kết hợp cùng với chị Viên Thanh Tịnh đến từ Mỹ cùng với gia đình của chị ở Cà Mau để lên núi Cấm Long Nguyên để trợ duyên cúng dường với các vị tu hành ở vùng Thất Sơn Bảy Núi. Thì lời đầu tiên Tuấn Dũng xin cảm ơn chị đã đồng hành cùng với em để trợ duyên cúng dường ngày hôm nay. Dạ thì hôm nay Tuấn Dũng nhận được tình tài 7 triệu rưỡi của các mạnh thường quân để gửi cúng rằm tháng 7 cũng như là trợ duyên các vị tu hành ngày hôm nay. Thì cho phép Tuấn Dũng được đọc tên của các vị đã gửi như hôm nay cùng với những cái phần nhu yếu phẩm của gia đình của chị. Thứ nhất là gia đình của anh Triệu Tỷ 5 triệu. Thứ hai là chú Chính có gửi 120 bao thư. Thì hồi sáng này hỗ trợ tại nơi đậu tràng của sư bá hết 100 phần, thì còn là 20 bao thư là 1 triệu của chú Chính, cộng với 20 phần thuốc tây. Thứ ba là chị Quỳnh Khai ở bên Úc 1 triệu rưỡi. Thì tổng số tiền của ba vị mạnh thường quân hỗ trợ cũng vừa hôm nay là 7 triệu rưỡi. Thì Tuấn Dũng chia ra 50 bao thư, mỗi bao thư là 150 ngàn để trợ duyên cho buổi cúng dường ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các thầy, các sư cô cùng với tất cả quý bà con, các bác đồng đạo đã dính thời gian quý báu đến đây để nhận những cái món quà thân thương của các mạnh thường quân. Kính chúc cho tất cả vị lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và cuối chương trình thì chúng tôi đại diện cho các vị tu hành. Đại diện cho các vị tu hành xin chân thành cảm ơn cô Viên Thanh Tịnh, cảm ơn Tuấn Dũng nhiều cầu nhân ái, cảm ơn sư bá cùng tất cả các vị mạnh thường quân trong đại gia đình của chúng ta. Và cảm ơn tất cả quý sư thầy, quý sư cô, tất cả những quý vị đồng đạo của chúng ta đã vui lòng hội ngộ trong cái buổi cấp phát quà này được đông đủ và được thành công viên mãn. Vậy một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc cái buổi cấp phát quà thành công và tốt đẹp. Mọi người ủng hộ trong chàng pháo bay. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Và do chương trình thời tiết ở bên ngoài không được tốt mấy, cho nên bây giờ mình tiến hành tranh thủ khẩn trương di chuyển một hàng di qua bên đó là một hàng mình phát quà mình ra giờ luôn hết quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mình sẽ di Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi để con phát. Dạ mô Phật, dầu này cúng dường Phật là nhớ niệm Phật để cho Phật. Ủa, đưa dầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Không còn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam đâu? Dạ mô Phật. Dạ dầu này con cúng dường Phật là nhớ niệm Phật và để bàn Phật. Dạ mô Phật. Dầu này cúng dường Phật là nhớ niệm Phật và để trên bàn Phật. Dạ mô Phật. Dạ mô Phật. Dạ dầu này cúng dường nhớ niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị thì hôm nay Tuấn Dũng thay mặt các mạnh thường quân trợ duyên cúng dường với mỗi một vị tu hô sĩ là 150.000 đồng mỗi một bao thư. Và đây là huynh tăng đến từ Mỹ đại diện cho Tuấn Dũng như là các mạnh thường quân phát cho các vị tu sĩ. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật. Dạo này nhớ niệm Phật ra sức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, dạ mô Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn gia đình của chú Chính đã hỗ trợ 1 triệu đồng. Và xin cảm ơn gia đình của anh Triệu Tỷ và chị gái hỗ trợ 5 triệu đồng. Xin cảm ơn gia đình của chị Quỳnh Khai ở bên Úc hỗ trợ 1 triệu rưỡi. Thì tổng số tiền của tất cả quý vị là 7 triệu rưỡi. Tuấn Dũng đã nhờ anh Tăng bỏ vào bao thư, mỗi bao thư là 150 ngàn để trợ duyên cúng dường cho các vị tu hành dùng núi Cấm hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây quý bà con đồng đạo chúng ta đang phát vị. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật tôi. Dạo này con cúng dường Phật, nhớ niệm Phật để bàn Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn dạo nữa. Đây quý bà con chúng ta đang nhận quà.
Mô Phật, dạo này cũng nhiều Phật, nhớ niệm Phật, để bằng Phật. Đây, quay đây. Dạ mô Phật, dạo này cũng nhiều Phật, nhớ niệm Phật. Rồi, để em vô, em dứt lại cú chót cho chú Bình. Để chú Bình vừa tắm máy chú Bình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúc cho chú về sức khỏe nha chú. Dạ mô Phật. Dạ này cũng dường Phật để cho bà Phật mô Phật mô Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Khá xuống tôi nha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Dạo này cũng dường Phật nhớ để là bà Phật. Dạ. Nặng quá. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Quay đi chứ, quay ra. Rồi tiếp tục lên. Dạ mô Phật, dạo này cúng dường Phật, nhớ niệm Phật, mô Phật, mô Phật. Dạ, tới hết rồi. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, dạo cúng dường Phật, nhớ để cho bằng Phật, niệm Phật, dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật, dạo con cúng dường Phật, nhớ niệm Phật, để bằng Phật, mô Phật, mô Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật, dạo này cúng dường Phật, nhớ để ráng tinh tấn tu hành, niệm Phật, bà con ơi. Ước trong họ nhẹ mình có cánh, dạ, đồng bay về cực lạc một đàn. Mô Phật, mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, dạo này con cúng dường Phật, nhớ niệm Phật và để bàn Phật, mô Phật, mô Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, dạo Phật, dạo này cúng dường Phật, nhớ Phật, nhớ mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tinh tấn nha Minh. Dạ mô Phật, dạo này cúng dường nhớ niệm Phật, mô A Di Đà Phật. Nhớ tinh tấn niệm Phật nha, nãy giờ là quá người quay. Dạ mô Phật, dạo này cúng dường Phật là nhớ niệm Phật, mô Phật, mô Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật, ráng tin tấn niệm Phật bà con. Dạ, ơi. Dạ mô Phật, dạo này con cúng dường Phật, nhớ niệm Phật, A Di mô Phật, mô Phật. Rồi. Hết rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, mô Phật, nhớ niệm Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Có cảm xúc chứ đâu. Rồi, chương trình phát quà của chúng ta đã hết sức thành công điểm mẹ. Dạ mô Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật. Không, để cho người ta đi. Kết thúc chương trình hết chưa, hết chưa? Sao còn là bao thư vậy? Còn cái gì có bao thư? Còn thả ra, còn thả ra. Hình như là... Còn người nữa. Còn dạ mô Phật, dạ mô Phật, dạ mô Phật, dạ mô Phật. Đây cô Út đây, Nam mô A Di Đà Phật. Cúng dường cô Út luôn. Rồi, rồi còn bao, lấy bao gạo, lấy bao gạo, lấy hộp mì. Hộp mì kìa. Rồi đủ luôn. Rồi kết thúc chương trình, kết thúc chương trình. Rồi, kết thúc chương trình. Nhớ niệm Phật. 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 Rồi xoay qua kết thúc chương trình. Rồi xoay qua. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ có một lời phát biểu chia tay nhân buổi cấp phát quà hôm nay quý vị. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa tất cả chư quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay cũng là một cái duyên lành vào ngày 23 tháng 7 niên Nhâm Dần. Cũng là một cái duyên lành hết sức là quý báu lớn lao được sư bá kết nối cùng với chị Viên Thanh Tịnh từ bên Mỹ về đây và đồng hành cùng với Tuấn Dũng nhiều cầu nhân ái, cũng là đại diện cho các nhà mạnh thường quân luôn luôn đồng hành để rồi góp sức phụng sự cho đồng bào xã hội và đạo pháp xuyên suốt trong những năm qua. Và đường hướng sắp tới thì còn rất nhiều cái công việc cần phải làm để bố thí giúp đời. Chính vì thế mà hôm nay thì cái chương trình cấp phát quà từ hôm qua đến nay là 200 phần quà đã thành công viên mãn. 260 phần quà đã hết sức thành công viên mãn. Điều đó đã nhờ vào cái động lực tinh thần, sự đóng góp quý báu của các nhà mạnh thường quân gần xa, làm cho niềm vui và sự khích lệ sức tấn tinh thần cho các vị tu hành trong cái vùng Sắc Sơn của chúng ta. Vậy thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời sư bá có vài lời phát biểu chia tay trong một các buổi phát quà hôm nay. Thầy xin kính mời, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kỳ Hương Phật. Dạ, lời nói sau phát quà thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị mạnh thường quân đã có mặt trong ngày hôm nay để tiếp tay với cô Duyên Thanh Tịnh để làm tròn một cái sứ mạng từ bên Mỹ về Việt Nam phát 260 phần quà
cho vừa người nghèo người tu sĩ từ ngày hôm qua tới nay. Và cũng xin cảm ơn tất cả những đồng đạo đã nhận quà, vì nhờ tất cả các đồng đạo có nhận quà chúng tôi mới làm được việc. Thì là nói sao là chúng tôi xin chúc cho tất cả đồng đạo, tất cả mạnh thường quân, tất cả bà con cô bác, và nói chúc cho cậu Hai Mài. Cậu Hai Mài là cốc chủ ở đây, chủ cốc ở đây đã tổ chức cho chúng tôi mượn điểm để phát quà cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả và chúc tất cả mọi người rất nhiều mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn sư bá. Và đặc biệt nhất trong cái buổi cấp phát quà hôm nay, cảm thấy rất là vui là được có rất là nhiều bà con đồng đạo đi biến núi rất là đông ha quý vị. Thôi thì giờ đây liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu cô Vin Thanh Tịnh, cũng là mạnh thường quân, cho cái buổi cấp phát quà này sẽ có vài lời chia sẻ chia tay cùng với tất cả quý vị đồng đạo mình hôm nay. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho cô chào phát tay ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Duyên Thanh Tịnh về đến núi rất là vui mừng vì tất cả các tăng ni Phật tử có một lòng hướng Phật từ tâm từ bi, một lòng bác ái nhân ấy độ lượng bao dung đem Phật pháp đến nhà nhà, giúp cho tất cả bà con đồng bào được cơm no áo ấm. Nghe Phật mừng Phật tu cảm ơn rất là nhiều. Tôi xin cho hát cái một bài gieo nhiều hơn.